chào cả nhà, chào cô chú anh chị và các bạn đã vào kênh của em nhé mọi người nhé. Hôm nay một mình ăn cơm mọi người ạ. Út thì ốm không ăn cơm, còn Diệp thì đi học nhé mọi người nhé. Em mời cả nhà ăn cơm với em nhé. Đây bữa cơm của em hôm nay đây, món lá đu đủ luộc ghém với củ sả với lá phát ban nhé mọi người nhé, lá chát. Đó, và một đĩa thịt gác bếp ba chỉ lạp xưởng. Đây là lạp xưởng nhé mọi người nhá, lạp xưởng này. Còn đây là lợn gác bếp này. Đó, em mời cả nhà nhé, em mời cả nhà ăn cơm với em. Chấm tất cả với chấm chéo mọi người ạ. Đây chấm chéo nhà em vẫn là 50.000 một lọ cả nhà ơi. 50.000 một lọ. Cô chú anh chị nào đã đặt hàng rồi thì em cảm ơn tất cả mọi người. Cô chú anh chị nào chưa đặt hàng thì hãy nhanh tay đặt hàng vì ăn Tết. Chỉ còn 5 ngày nữa là bưu điện họ sẽ nghỉ Tết rồi nhá mọi người nhá. 5 ngày nữa là bưu điện họ sẽ nhận hàng 5 ngày nữa, tại vì là sẽ không kịp vào trước Tết ấy mọi người. Nên là mọi người đặt chấm chéo với ăn Tết thì hãy đặt nhanh. Mọi người cô chú anh chị nào đặt 10 lọ em sẽ miễn ship nhé. Mọi người đừng có hiểu lầm nhé, 2-3 lọ em không miễn ship được, 10 lọ em mới miễn ship. Tặng thêm 2 lọ và 20 lọ em tặng. 20 lọ em tính giá đổ là 40.000 một lọ nhé mọi người nhé. Đó, và em có đầy đủ tất cả sản phẩm ở trên Bắc. Đây là miến rong, còn miến rong. Mọi người lấy miến rong về ăn Tết thì đặt nhanh. Có hai loại sợi nhỏ này, loại sợi to này. Có hai loại như này nhé mọi người nhé. Đó, mọi người thích loại nào thì lấy loại đấy giúp em, nói chung là loại nào cũng ngon thôi. Cái này thì xào thì tuyệt vời, làm thực cẩm. Còn cái này thì chỉ để nấu mọi người ạ. Có hai loại miến rong như này, mọi người đặt miến nào cũng được. Chẩm chéo miến rong thì các bếp nhé mọi người nhá. Em mời cả nhà ăn thì các bếp với em. Đây là em nướng hơi cháy mọi người ạ, hơi bị cháy. Em nướng hơi bị cháy nên là nó đen như thế đấy. Nhưng mà thịt là thịt chuẩn nhá, thịt lợn đen nhá mọi người nhá, rất là chuẩn luôn. Lợn cũng có này, lạp xưởng ba chỉ này, thịt trâu các bếp nhá mọi người nhá, em có hết nhá. Rồi cả nhà, một miệng ăn cơm không? Lá đu đủ này ăn rất là ngon nhá mọi người nhá, phải ghém lá phát ban này cũng ngon này, phải ghém củ sả nữa. Nó đúng chuẩn bài của nó. Mình phải ghém thế này với chuẩn bài của nó này. Chấm bát chẳng chéo. Chẳng chéo thì chấm được tất cả mọi thứ mọi người ạ. Thịt rau củ quả chấm được hết. Mình về pha với nước. Nước lọc, mình chín nước lọc giúp em. Hoặc là nước canh, nước lẩu đều được nhé mọi người. Cách bảo quản thì rất là đơn giản, nó chấm chéo mọi người ạ. Cho mì chính nước lọc vào và bảo quản cũng rất là đơn giản mọi người ạ. Để ngoài thôi, để ngoài được tầm 5 tháng. Cách bảo quản của nó để tủ lạnh ngăn mát hoặc để ngoài cũng được nhé mọi người nhé. Và em thì hay để ngoài thôi, không sao cả. Nó không hỏng, không có bị sao nhé mọi người nhé. Chấm chéo là bảo quản rất là dễ luôn. Lá phát ban đây, lá chát đây mọi người ạ. Và riêng là lá chát này là ăn ăn khử đắng, khử tanh như thế này rất là tốt luôn. Không khỏi phải đau bụng. Không lo đau bụng mọi người ạ. Yên tâm là không lo đau bụng nhá. Có lá này rồi là giải quyết được hết tất cả mọi thứ rồi. Lá này với nước măng chua mọi người ạ. Thì tuyệt vời. Thời tiết chỗ mọi người như nào? Chỗ bên em thì lạnh lắm mọi người ạ. Rất là lạnh luôn. Quá lạnh. Thời tiết ở trên Tây Bắc của em là mấy ngày hôm nay 6 độ, 5 độ, 6 độ thôi mọi người ạ. Không nên làm gì được. Hôm nay em chỉ mới ăn một mình thôi nhá, em không quay cảnh đi làm này, không quay cảnh nấu ăn nữa mọi người ạ. Xem miếng thịt gác bếp này mọi người. Đây là lạp xưởng nhá mọi người nhá. Lạp xưởng đây. Lạp xưởng
ngon lắm. Chấm chẩm chéo, chấm tất cả với chẩm chéo. Tắt đi bấm lại luôn. Tắt đi bấm lại. Cho nó nét. Mọi người đặt lạp xưởng này, trâu bò gác bếp, lợn gác bếp, ba chỉ lạp xưởng các thứ là đặt nhanh nhé mọi người nhá, đặt từ vì ăn Tết là vừa nhá. Bát chẩm chéo nha em. Quá cay cả nhà ơi. Quá cay không? Cà này chấm tương thối cũng rất là ngon. Chấm chéo lắm. Nhưng của em thì hay chấm chéo này. Chéo này phải cay nhé, không cay là không ngon nhé cả nhà nhé. Cay lắm. Mọi người xem thứ thịt này. Đỏ chót mọi người ạ. Rất ngon luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À, lạnh quá, nghẹt mũi rồi người ạ, vừa lạnh vừa cay. Ăn cơm một mình cũng không ngon mấy. Bây giờ em xin tắt máy tại đây nhé cả nhà nhé. Cô chú anh chị trong ngoài nước đang xem kênh của em, ủng hộ kênh của em nhiều hơn là bằng cách đăng ký kênh nhé mọi người nhé. Và đặt hàng giúp em. Ai yêu quý ba mẹ con em thì hãy đặt hàng giúp em mọi người ạ. Đó, nhà em luôn luôn kinh doanh tất cả sản phẩm ở trên Tây Bắc đều có hết nhé. Chẩm chéo này, hạt mắc khén này, mắc hạt dổi này, măng khô, măng chua, nước măng chua, gạo nếp nương, vật ong rừng, thịt khô các bếp, thuốc nam, thuốc ngâm rượu các thứ là có hết nhé cả nhà nhé. Mọi người cần những sản phẩm nào thì liên hệ em. Nhất là chẩm chéo mọi người ạ, mọi người đặt chẩm chéo với miến này, với miến rong này, vì vì ăn Tết thì đặt nhanh giúp em nhé. Chỉ cần 5-6 ngày nữa là bưu điện họ sẽ nghỉ rồi đấy cả nhà, nên là đặt sớm giúp em một chút. Với lại thịt các bếp mọi người, thịt các bếp với chẩm chéo từ giờ đến Tết là rất là vừa rồi. Nên là hãy đặt hàng nhanh giúp em để kịp ăn Tết nhé cả nhà nhé. Nên là em cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian qua. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Bây giờ em xin kết thúc live tại đây, kết thúc video tại đây nhé mọi người nhé. Thỉnh thoảng em sẽ, nếu mà các con được nghỉ học thì em sẽ tranh thủ quay ẩm thực tới tất cả mọi người. Nếu mà không có thời gian một mình ý mọi người, một mình cũng khá là bận mà. Nếu mà một mình bận quá thì em sẽ thỉnh thoảng live nhá, live bán hàng, live nói chuyện với mọi người. Nên là mong mọi người ủng hộ em nhiều hơn. Bây giờ xin chào mọi người nhé, hẹn mọi người ở buổi live tiếp theo. Mọi người ở video tiếp theo nhé. Chào cả nhà.